thích để chúng ta có hệ thống phân phối đó như sau. Nếu như chúng ta chưa có hệ thống đại lý thì bắt buộc các bạn phải có hệ thống nhân viên. Hệ thống nhân viên của mình sẽ đi mở đại lý. Chị đang chia sẻ offline nhé. Hôm nay sẽ đi sẻ chính offline, nhưng mà sẽ có một chút chị sẽ chia sẻ vấn đề liên quan online. Vì bây giờ không có gì là không lên on được cả, lên on được hết. Thì chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta có thể là bây giờ chia sẻ offline trước, là chúng ta sẽ có giám đốc hoặc là giám sát. Sau đó họ sẽ đi mở hệ thống bán lẻ là các đại lý. Sau khi có các hệ thống bán lẻ đại lý xong thì sẽ chăm sóc hệ thống đại lý bán lẻ này và họ xây dựng dần lên. Còn đối với nhà phân phối, làm nào mở nhà phân phối, theo các bạn là làm nào để các bạn có thể mở nhà phân phối? Hỏi ngược đi xem mọi người tư duy như nào. Theo Hiền là bây giờ em sẽ đi mở nhà phân phối như thế nào nếu em bắt đầu theo suy nghĩ của em? Em nghĩ là ví dụ mỗi một tỉnh thành hoặc mỗi một quận huyện ấy thì nhà phân phối người ta đang phân phối sẵn một cái hãng thời trang nào đấy, thì mình có thể đến để mình gặp họ và mình chào giá và mình cho người ta xem sản phẩm và cái chính sách của bên mình ạ. Nhưng mà mở một nhà phân phối mới thì em sợ là hơi khó. Nhưng mà làm nào để em có thể tìm được nhà phân phối cũ đấy? Em đi đến các cái tỉnh đấy xong em hỏi thôi ạ. Phải ai? Hỏi ví dụ như là các cái cửa hàng mà người ta bán quần áo, xong người ta bỏ hỏi là nhập quần áo ở đâu, ví dụ vậy thì người ta chỉ ra nhà phân phối. Vâng. Đó cũng là một cách. Nhưng mà Vâng. thông thường là mọi người phải hiểu này, nếu như mà xây dựng một công ty bài bản thì mọi người bắt buộc phải có một người key, được gọi là người ta đã có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành của mình, là kinh doanh về thời trang. Sau đó người đấy sẽ là người đi mở cho các bạn thì mới nhanh. Chứ nếu mà mình mà lại còn vừa là thám đốc, vừa là chốt mẫu, vừa ở hệ thống nhà phân phối thì không lên đâu, cực kỳ khó. Sẽ rất là khó để các bạn có thể mở được kiểu đó. Mà mình phải có một người có kinh nghiệm về mở hệ thống. Ví dụ như bây giờ cho chị mà đi mở hệ thống nhà phân phối là không khó một chút nào cả. Mở không phải là vấn đề. Mở chỉ trong khoảng độ 1 tuần đến 10 ngày. Mỗi một tỉnh, một ngày chị có thể đi 2 tỉnh. Và tỉnh nào cũng gặp, hoặc là nếu mà để càn quét trong một tỉnh thì cứ một ngày một tỉnh, một ngày một tỉnh. Và tỉnh nào cũng mở được hết. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã có data nhà phân phối, dựa vào những cái giám đốc kinh doanh và mối quan hệ của mình để mình mở. Còn khi mọi người không có thì mọi người nên, trong công ty phải có một người, chứ mọi người không tự làm được cái đó đâu. Bởi vì nếu bây giờ, nếu mà đấy là chị đang nói là về xây dựng bài bản. Còn lại nếu mà bảo chị em phụ nữ như kiểu Hồng với cả Hiền đây mà bảo tự đi thì nó thật 3 7 21 ngày là nản ngay. Vì đi gặp các cửa hàng đại lý, họ chia sẻ, họ chỉ cho mình cũng không đơn giản, đúng không? Mà cách làm như thế này, mọi người sẽ y như buổi sáng nay ấy, chia sẻ nhớ bài, Xin là mọi người sẽ nên có hội nhóm group, viết trên đó: tôi là nhà sản xuất về đồ trẻ em sơ sinh, tôi mong muốn tìm nhà phân phối ở tỉnh ABCD, các bạn biết ai là nhà phân phối thì giới thiệu cho tôi, xin chân thành cảm ơn, để lại số điện thoại. Em hãy thả cái tin nhắn đó vào tất cả các group, hội nhóm liên quan đến may mặc, hội nhóm nhà phân phối về may mặc, trong các nhóm của fanpage, hội nhóm Facebook, cho đến hội nhóm Zalo mà em có. Em sẽ thả toàn bộ và em chạy quảng cáo trên bên video của kênh fanpage. Đó cũng là một cách để mình tuyển dụng nhà phân phối cũng như đại lý nhanh nhất. Bởi vì mình là nhà sản xuất thì rất là nhanh. Sản xuất trực tiếp, ví dụ như là công ty gì đấy Asia chuyên sản xuất các loại mặt hàng trẻ sơ sinh cao cấp cho bé từ 0 đến 6 tuổi, tôi mong muốn tìm nhà phân phối tại tất cả các tỉnh miền Bắc, ví dụ như vậy. Hồng cũng làm tương tự đó. Đấy là cách nhanh nhất. Bởi vì sao? Chị em mình là không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là xuống dưới xe xong lại tự lái xe đi, xong tự đến cửa hàng. Úi dồi ôi, biết tại sao phải hỏi Hiền chưa? Bởi vì nếu mà chị tự nói ấy, thì mọi người lại không nhớ. Nhưng hỏi mọi người xong mà chị nhắc lại thì mọi người sẽ nhớ hơn. Tốt lại là tìm nhà phân phối qua đâu? Đúng, qua kênh online. Bao gồm qua gì? Hội nhóm. Quảng Quảng cáo. Quảng cáo cáo. Tiếp đi, ghi lại cho tôi sót. Group. Zalo, Facebook. Facebook.
đủ hết. Thế nên tại sao mà mình mới phải như này? Đây là cái cách mà kể cả không có giám đốc giám sát thì mọi người vẫn có thể làm được, đúng chưa? Nhưng mà tìm thì không khó, nhưng quan trọng người ta hoạt động được nó khó. Chính vì thế không thể thiếu một người giám đốc kinh doanh được. Thế mọi người có đặt câu hỏi tại sao? Như chị mở hệ thống nhà phân phối có dễ không? Cực dễ. Để nói để chị em hiểu là chị mà đi mở nhà phân phối cực dễ. Thế tại sao không đi mở nhà phân phối? Thế sao hỏi cô đấy? Lý do rất đơn giản. Thứ nhất, sức mình nó chỉ có hạn thôi. Làm cái gì chuyên tâm một thứ vẫn là điểm mạnh của mình là hay nhất. Chị làm rất là nhiều bán buôn bán lẻ nhà phối, nhưng về sau lựa chọn là về làm LV. Lý do bởi vì mình đã có điểm mạnh của mình là mình đang nhập được khẩu được vải trực tiếp từ Trung Quốc về Việt Nam, mình phân phối cho các hãng. Thế nên là mình đang thấy cái điểm mạnh của mình là sản xuất, nên mình tập trung về sản xuất. Còn lại làm thị trường ấy, cạnh tranh bây giờ rất là khốc liệt. Nếu bây giờ nếu mà mình mà làm được không được, nhưng mà mình phải kết hợp với một ai đó và họ phải rất giỏi vấn đề kinh doanh thị trường. Kinh doanh thị trường nó, họ phải đi chinh chiến, họ phải đi bán hàng. Em phải hiểu nhà phân phối họ mở ra không phải họ cứ thế họ bán được ngay đâu, mà nhà mình phải có nhân viên đi kèm hướng dẫn đào tạo cho họ bán hàng. Kể cả họ là kiêm nhà phân phối luôn thì doanh số các em mới lên, còn nếu không thì được một thời gian thôi sau đó đi xuống. Hàng hóa mình có đẹp đến mấy, thế nên mọi người phải hiểu một điều là trừ là quá thơm ngon rồi lại bổ rẻ, nên thế lấy đâu ra lãi, đúng không? Mà muốn xây dựng bài bản thì phải có chi phí marketing. Chính vì vậy nên là bắt buộc phải có một người làm chuyên về cái mảng kinh doanh, mở hệ thống và hỗ trợ hệ thống nhà phối. Nếu mà đẹp nhất thì người đấy phải là người có cùng chung cổ phần với các bạn, và người đấy tốt nhất thì nên là đàn ông. Lý do vì đi tỉnh rất là vất vả. Chị là người đi tỉnh được vừa rồi mà cuối cùng chị phải đến bây giờ là gần như chị phải thay đổi lại đấy, là bởi vì là cái phần chính nữa là do vất quá, đi tỉnh vất quá, cuối cùng là chị không đi nữa. Nhưng không đi thì là nó nghĩa một điều là doanh số nó không đất sao luôn ấy, mọi người sợ không? Nhưng mà đi không đi được, mệt quá. Nói thật là mỗi một lần đi xong rồi ngủ tỉnh ấy, mệt ơi là mệt ấy. Mà bản thân mình mà thuê giám đốc giám sát ấy, mà mình không ke được những cái đó ấy, thì nhiều khi nó hiệu quả. Thế nên tại sao chị mới nói là cái người làm với các bạn phải là người chung vốn với các bạn. Thế hai người bỏ vốn ra 50-50, các bạn mạnh về khâu sản xuất, design, còn họ là lo đầu kinh doanh. Đấy. Các bạn coi như là vừa thiết kế vừa sản xuất, còn lại là họ chỉ lo cái đầu liên quan đến kinh doanh thôi, thì mới làm được cái kênh buôn như thế này. Còn mở còn lại thì vẫn có một cách, đấy là các bạn sản xuất từ từ và bán, làm sao mà sản xuất được số lượng nhỏ thì các bạn phải học dần, sau đó bạn tích lũy được những cái nhà buôn hoặc là những đại lý bằng cách bạn chạy online, tức là bán trực tiếp không mở gì hết, cứ mở bán buôn trên toàn quốc thôi. Hoặc còn một cách nữa là các bạn cộng tác với các cái nhà buôn ở trong chợ Ninh Hiệp hoặc những cái nhà buôn lớn ở trên toàn quốc, bằng cách mình đi tìm những cái nhà buôn xong mình sản xuất cung cấp cho nhà buôn. Còn một cách đó nữa, chuyên sản xuất và cung cấp cho nhà buôn. Cái việc cung cấp cho nhà buôn này thì mình lại phải đi tìm nhà buôn, thì có thể là gì, thời kỳ đầu tiên mình sẽ xây dựng bằng cách là mình sẽ đi mở rộng vào các cái hội nhóm, mình tìm những cái nhà buôn mà người ta mong muốn sản xuất để mình sản xuất cho người ta. Sau đó khi mà người ta đặt đơn nhiều ấy, thì mình có thể gom gom các nhà với nhau mình sản xuất. Thì đầu tiên cứ như vậy, sau đó mình mở dần để mình có hệ thống nhà buôn lớn, sẽ phát triển dần vào cái kênh buôn. Nếu mà chị em muốn là chị em tự làm mà không chung với ai. Còn nếu mà mở hệ thống thì thực sự là cái cách làm là như vậy, nhưng mà để mở được thì chỉ có em Tùng ở đây, may ra thì có sức nó cày. Một là em Tùng còn rất là trẻ. Hai là đàn ông thì người ta có cái sức để người ta chinh chiến. Em hiểu chưa? Đấy, nên là cái hệ thống nhà phối bán buôn ấy khó ở cái chỗ đó. Còn lại nếu không mình có thể mở nhà phối online. Thực ra sức của đàn ông ấy, người ta có sức người ta cày, nhưng mà vô cùng là vất vả. Và chị nhìn thấy là chị với cả cái Hồng này mà chinh chiến kiểu đấy là không chơi được rồi. Thật luôn, bởi vì thực sự để nói là mình chinh chiến là khó. Vấn đề đầu tiên mình làm thì mình cố được, nhưng mà sau đó thì mình lúc vất quá là mình không chịu được nữa. Nên ở đây chỉ có mỗi Tùng kết hợp với một các chị ở đây này, nhưng mà Tùng chưa kinh nghiệm. Thế nên chị mới nói với Tùng là nếu mà Tùng muốn làm kinh doanh thì việc đầu tiên Tùng nên làm nhân viên kinh doanh của một hãng nào đó, để mình có cái góc nhìn đó. Chưa có một tí nên kinh nghiệm gì là sao mình làm được. Lại mọi thứ lại được trả giá bằng tiền mặt là rất mệt. Và đấy là điều chị không mong muốn.
Đấy, tại sao mới tư vấn cho Hiền kỹ là vì thế. Vì chị cũng là người bị trả giá tiền mặt rất nhiều. Và lý do vì sao mở ra cái lớp Zoom cũng là vì thế. Câu chuyện ở đây là mình mở ra cái hệ thống đó, nếu mình chưa kinh nghiệm thì tốt nhất là nên đi làm thuê. Và tại sao mình hướng dẫn mọi người là đầu tiên chưa kinh nghiệm bán online, chẳng hạn như bạn bạn Thanh sáng nay nhé, nói thật bạn đấy mà đi làm cộng tác viên cho các hãng họ đào tạo, bạn bán được nhiều hơn, tháng bán 10 15 triệu thì lãi kiểu gì, đúng không cả nhà? Nếu như mà Hiền suy nghĩ cân đối, hệ thống bán buôn nó thế, nếu mình xây dựng là mình phải nghiên cứu thị trường rất bài bản, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu cách thức họ thực hiện, sau đó mình đi dần dần và đi từ từ cách để mình vào thị trường. Nếu như mà đầu tiên mình có thể cộng tác với các một số hãng, nhưng một cái thường là nếu mà bây giờ mình thị trường thương hiệu mình mới ấy, thì mình vào mình hay bị ký gửi. Nếu em xác định là xây dựng thương hiệu mà ký gửi thì đấy đặt vấn đề liên quan vốn nữa. Còn tất nhiên hàng của em là hàng sơ sinh thì cũng không lo lắm. Hiền hiểu chưa nhỉ? Em Dạ vâng ạ. muốn hỏi gì về vấn đề liên quan đến bán buôn không? Có ai muốn hỏi về vấn đề bán buôn nữa không? Bán buôn thì chúng ta có hai kênh, một là online, hai là offline. Offline như chị chia sẻ đấy. Còn online thì mọi người có thể là lên trên các trang group hội nhóm, bạn đăng phải đăng kiên trì, khẳng định là có kết quả nha. Vì chị cũng là chị đăng nhiều nên thành ra là cũng tìm được nhiều kênh buôn từ đấy. Nhưng chỉ có điều cái ý của chị đây muốn nói là để mà mình làm mà nó hiệu quả thì mình phải xác định là cái quá trình. Em có thử nghiên cứu thị trường nhé. Về cái phân khúc chị Dạ. đang trao đổi sơ sinh. Không đến 6 tháng chứ chị. Ở không đến 6 tháng sơ sinh. Thì bây giờ mình phải nghiên cứu. Không nắm rõ được hết, bây giờ chị cũng chưa nghiên cứu. Nhưng bởi vì chị thấy là từ 3 tuổi đến đến 12 tuổi à, thì chị thấy là đang có hai thương hiệu lớn họ vào rồi. Thì những cái thương hiệu lớn họ vào thì mình mà cạnh tranh thì rất mệt. Thì mình đi vào một cái thị trường ngách hơn thì nó đỡ hơn. Nếu mình mà chưa kinh nghiệm mà mình vào đấu chọi với những thằng lớn thì thực sự là ngại lấy trứng chọi đá hãy có. Còn lại là để mình nghiên cứu thêm. Ok, mấy chị em có ai cần hỏi gì nữa không? Nếu không có ai hỏi gì nữa thì ao Zoom sau đó là chị Vi Hiền sẽ trao đổi cái khoản LOB thử xem. Video mình hay, cho mình xin một like ở YouTube để kênh YouTube có thể chia sẻ video được đến nhiều người hơn, và cho mình xin một sub để bạn có thể nhận được video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.